Sáng nay, đoàn khảo sát tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 14 do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về kết quả công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 13, cũng như thi hành điều lệ Đảng giai đoạn 2021-2025. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh cần tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, qua đó làm rõ ưu khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới. Cần tập trung vào các vấn đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và nhân dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong tầng lớp nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các đại biểu cần phát huy dân chủ với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết. Những vấn đề còn hạn chế trong thực tiễn cần mạnh dạn có ý kiến với tinh thần chiến đấu cao vì sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Đối với những ý kiến, kiến nghị của địa phương, đoàn khảo sát ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để báo cáo tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 14 của Đảng trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ 8 của ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó trưởng ban chỉ đạo, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, các thành viên ban chỉ đạo, các chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn nêu một số hạn chế về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính ở một số nơi còn bị động, thiếu linh hoạt, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn chậm, thủ tục còn rườm rà như công bố, công khai còn chậm, chưa nghiêm. Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính còn rất chậm. Việc đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính nội bộ còn thiếu tích cực. Sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, ở một số nơi còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi có lúc còn chưa nghiêm, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cao. Với quan điểm là cải cách hành chính phải luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm, phải được triển khai đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Nghiêm cấm việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thực hiện tốt cơ chế khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ cái thể chế, cơ chế chính sách, các quy định của Đảng và Nhà nước mà nó vướng mắc đến cái việc huy động cái nguồn lực, tăng cường cái đối thoại, chia sẻ, rồi xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn, các cái bất cập của người dân doanh nghiệp. Cái đẩy mạnh thứ ba là đẩy mạnh cái cải cách hành chính công vụ, rồi tăng cường cái kỷ luật kỷ cương, đẩy lùi cái tiêu cực, cái lãng phí. Rồi cái đẩy mạnh thứ tư là chuyển đổi số đấy. Chuyển đổi số, rồi xây dựng cái chính phủ số, công dân số, xã hội số, rồi số hóa hồ sơ, số hóa cơ sở dữ liệu, rồi phối hợp khai thác chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, các ngành, các cơ quan, sao nó liên thông cái cơ sở dữ liệu này và sử dụng cho nó có hiệu quả. Đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong các cái chi tiêu tài chính, rồi đặc biệt là ở các cấp, các ngành đều phải đẩy mạnh cái việc không sử dụng tiền mặt này. Giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo cần khẩn trương rà soát, xác định rõ những điểm nghẽn đang cản trở hoạt động cải cách hành chính, đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề nóng, cấp bách, bức xúc trong nhân dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của ban chỉ đạo và các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra theo kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị,
góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 17, kỳ họp thường lệ giữa năm, xem xét nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội. Kỳ họp đợt này dự kiến kéo dài trong 2,5 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, thảo luận xem xét thông qua nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa xã hội, giáo dục. Thảo luận thông qua tờ trình chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Hội đồng Nhân dân nghe báo cáo kết quả nội dung quan trọng như giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố, kết quả thực hiện chủ đề năm 2024, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh cần nhìn nhận rõ hơn, cụ thể hơn bằng giải pháp khả thi, phân công rạch ròi và đề ra nhiệm vụ, thời gian để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý cần thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động của thành phố